hôm nay tại cụm công nghiệp Lương Bằng, huyện Kim Động, Công ty Cổ phần Thuận Đức đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy túi PP thân thiện với môi trường để xuất khẩu. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thì việc khởi công xây dựng nhà máy mới khẳng định sự nỗ lực phát triển đi lên của doanh nghiệp, đón đầu các thời cơ của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu, gọi tắt là EVFTA. Nhà máy mới được khởi công xây dựng có diện tích trên 3.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 của nhà máy dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020, có mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Không chỉ tạo thêm trên 300 việc làm mới, mà dự án còn làm tăng nộp ngân sách cho nhà nước, cũng như chiến lược mở rộng sản xuất các sản phẩm xuất khẩu của công ty. Nằm trong cái xu hướng phát triển chiến lược chung dù dịch dã, nhưng Thuận Đức Group vẫn quyết tâm xây dựng triển khai nhà máy. Vì đây là một trong những sản phẩm mà Thuận Đức còn thiếu trong chuỗi phát triển chiến lược. Thời điểm chính này là thời điểm chín muồi cho cái việc phát triển trong cái chuỗi sản phẩm của Thuận Đức trong tương lai. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là với cái việc khởi công nhà máy hôm nay thì chúng tôi sẽ đóng góp một trong những bước phân cảnh tiếp theo cho quá trình phát triển chiến lược của Thuận Đức. Sản phẩm của chúng tôi thân thiện môi trường. Thứ hai nữa là cấu trúc sản phẩm của nhà máy mới chuẩn bị khởi công là chúng tôi có đóng góp trong việc là tạo ra cái khẩu trang, tức là trong những nguyên liệu cho y tế. Công ty cổ phần Thuận Đức là doanh nghiệp chuyên sản xuất túi thân thiện với môi trường từ nhựa PP, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007 trên địa bàn huyện Kim Động. Năm 2019, công ty sản xuất được 72 triệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ chính là trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Hiện công ty có 4 nhà máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động với mức thu nhập bình quân 9,7 triệu đồng một người một tháng. Sau khi khởi công thì bọn em có rất nhiều công việc mới, thì đại diện cho công nhân trong công ty thì bọn em cảm ơn tới ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho em làm việc tại đây và được cống hiến hết mình để sự phát triển chung của công ty Thuận Đức. Mục tiêu công ty cổ phần Thuận Đức hướng tới sẽ là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất bao bì PP tại Việt Nam cũng như xuất khẩu. Trong đó, dự án nhà máy sản xuất túi xuất khẩu được khởi công xây dựng là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thuận Đức Group.